kính thưa chủ tòa đoàn, à, kính thưa các báo cáo viên, quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp, à, một bác sĩ nội tiết mà đến cái hội nghị về thần kinh đó thì thật ra chúng ta khác về chuyên khoa nhưng mà chúng ta sẽ quản lý chung một cái nhóm bệnh nhân thôi. À, bác sĩ thần kinh thì điều trị các bệnh nhân thần kinh có đái tháo đường, còn bác sĩ nội tiết thì điều trị bệnh nhân đái tháo đường có biến chứng thần kinh. Yeah. À, thì cái phần trình bày hôm nay sẽ bao gồm ba cái nội dung chính. À, đầu tiên chúng tôi sẽ nhắc lại về cái dịch tễ học của bệnh lý thần kinh ngoại biên. À, chúng ta thấy rằng à, bệnh thần kinh ngoại biên do đái tháo đường là một cái biến chứng mạng tính thường gặp trên bệnh nhân đái tháo đường có thể dẫn tới các cái triệu chứng như là đau nóng rang, à, tê à, yếu ở à, chi dưới và lâu dần thì có thể à, nghiêm trọng hơn là dẫn đến loét các cái biến dạng bàn chân sặc cô, và thậm chí là đoạn chi thì thông thường trên bệnh nhân đái tháo đường người ta hay nói nhiều tới các bệnh lý về tim mạch, về đột quỵ hay là biến chứng thận với những cái đó nó nó rầm rộ và nó gây tử vong. Còn cái biến chứng thần kinh thì bản thân bệnh nhân nhiều khi họ cũng không có khai với bác sĩ khi mà đi khám và bác sĩ chúng ta cũng không có thời gian để hỏi bởi vì người ta đánh giá một cách mơ hồ là nó cũng nhẹ và nó không có cái gì nghiêm trọng. Tuy nhiên chúng ta biết rằng à, giống như là trong cái chuyện À, lão hạt của nam cao á, không biết viết là một cái người mà bị đau chân á, thì có bao giờ quên được cái chân đau của mình để mà nghĩ đến cái gì khác đâu. do đó thì đây là một cái biến chứng mà nó có thể không gây tử vong nhưng mà nó à, ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống và nó làm cho bệnh nhân sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt. À, những cái người mà đau nhất nhiều có thể bị mất ngủ mà lâu ngày thì có thể trầm cảm và dẫn tới những cái hệ bệnh lý quan trọng hơn chúng ta thấy rằng à, theo phân loại cái bệnh lý thần kinh do đái tháo đường của hội đái tháo đường hoa kỳ ada đó thì người ta chia nó thành ba cái nhóm abc cái nhóm a là à, những cái bệnh đa dây thần kinh đối xứng ở ngọn chi à, cái loại thứ hai nữa là những cái bệnh lý thần kinh tự chủ có thể xảy ra trên cái hệ tim mạch à, tiết niệu à, sinh dục tiêu hóa rối loạn tiết mồ hôi hoặc là những cái rối loạn về cái chức năng của đồng tử và thậm chí nó gây ra cái hạ đường huyết không nhận biết do cho người bệnh cái nhóm B là những cái bệnh một dây thần kinh và cái nhóm C là những cái bệnh của rễ thần kinh. À, ngoài ra thì bệnh nhân đái tháo đường vẫn có thể mắc những cái bệnh lý thần kinh không do đái tháo đường à, có thể xảy ra ở cái người bình thường chẳng hạn như là những cái liệt à, do cái áp lực hoặc là chúng ta thấy cái CIDB cũng là một cái bệnh có thể nó xảy ra và về cái mặt dịch tễ học thì ở Hoa Kỳ á, chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ của cái bệnh lý thần kinh ngoại biên ở cái người không đái tháo đường là khoảng 13% còn trên cái người đái tháo đường á, thì nó tăng lên tới khoảng 29% ở các nước Đông Nam Á thì tùy vào cái À, phương pháp để mà người ta chẩn đoán nếu mà sử dụng cái phương pháp gọi là khám lâm sàng hoặc là monofilament thì cái tỷ lệ bệnh nó khoảng 30% nhưng nếu mà đo được cái tốc độ dẫn truyền thần kinh á, thì tỷ lệ nó hơn 50% ở các cái quốc gia châu Á khác nhau còn tại Việt Nam của chúng ta trong cái công trình nghiên cứu đai care à, do cô Nguyễn Thi Khuê làm chủ nhiệm đề tài đó thì chúng ta thấy rằng ở cái bệnh nhân đái tháo đường Việt Nam cái biến chứng thần kinh ngoại biên nó chiếm tỷ lệ là 38% rất là cao à tức là cứ ba người thì sẽ có hơn một người là bị cái bệnh thần kinh ngoại biên do đái tháo đường và như vậy là với cái tỷ lệ bệnh đái tháo đường càng ngày càng tăng, cái số lượng bệnh nhân mắc biến chứng thần kinh cũng ngày càng tăng và các anh chị làm ở chuyên khoa thần kinh chúng ta có thể nói là thời tới cản không kịp à về cái chi phí điều trị các anh chị thấy một cái thống kê của bảo hiểm y tế Việt Nam trên khoảng gần một triệu tư bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 đó thì cái chi phí để mà điều trị cái bệnh lý thần kinh nó chỉ đứng sau cái bệnh lý về tim mạch thôi là rất là lớn như vậy bên cạnh cái chuyện mà chúng ta điều trị cái cơ chế bệnh sinh điều trị triệu chứng đau thì còn có cả những cái gánh nặng do bệnh nhân phải đoạn chi và ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống cái phần thứ hai là chúng ta sẽ nói về cái chẩn đoán bệnh lý thần kinh ngoại biên do đái tháo đường thì tất cả mọi thứ nó đều bắt nguồn từ cái chuyện tăng đường huyết ở trên bệnh nhân và nó thông qua các cái con đường chuyển hóa độc hại như là polyol, hexosamine, protein kinase hoặc là ACE vân vân thì các anh chị thấy rằng theo cái dòng thác nó sẽ gia tăng những cái chất chuyển hóa trung gian và cuối cùng là tăng những cái gốc oxy hóa tự do gây ra cái stress oxy hóa ở các cái cơ quan nội tạng và trong đó có cái sợi thần kinh và đưa đến cái biến chứng thần kinh do đấy tháo đường. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy rằng nó có một cái con đường chuyển đổi, một con đường chuyển hóa khác nó có lợi hơn nó có thể chuyển theo cái con đường pentose phosphate này để nó tránh đi theo những con đường chuyển hóa mà tích tụ gấp oxy tự do. Tuy nhiên cái con đường này á nó phải thông qua một cái yếu tố xúc tác là trăng ketola thì cái trăng ketola này không may nó lại thấp khi mà bệnh nhân bị thiếu cái vitamin B1 tức là thiamin. thì cái nguyên nhân thiếu thiamin ở trên bệnh nhân đái tháo đường có thể là do người ta ăn kiêng cái tinh bột quá mức. Và chúng ta biết rằng cái vitamin B1 thì nó nằm ở trong những cái cám, trong cái ngũ cốc nguyên hạt, trung quanh trong cái gạo mà trà sát không có nhiều. Ngoài ra thì những cái người mà bị tăng cái nhu cầu B1 như là có thai, như là gắn sức, hoặc là bệnh nhân bị giảm hấp thu do tiêu chảy kéo dài, hoặc là những người bị nghiện rượu mạng thì cũng là những đối tượng mà rất là dễ bị thiếu cái thiamin này. À, như vậy thì cái cơ chế bệnh sinh à, của bệnh thần kinh ngoại biên nó tập trung vào cái tình trạng tăng đường huyết, à, tăng những cái gốc à, oxy hóa tự do cũng như là à, bị thiếu cái thiamin và đây là cái quy trình tầm soát và chẩn đoán bệnh thần kinh ngoại biên do đái tháo đường cái sơ đồ này chúng tôi mượn của phó giáo sư Nguyễn Lê Trung Hiếu trong một cái hội nghị mà thầy đã báo cáo trước đây thì các anh chị thấy bắt đầu là chúng ta sẽ phải xác định những bệnh nhân có cái yếu tố nguy cơ của bệnh thần kinh ngoại biên ví dụ như là người đái tháo đường kéo dài kiểm soát kém lớn tuổi hội chứng chuyển hóa vân vân chúng ta sẽ đánh giá những cái triệu chứng cơ năng của bệnh nhân để chúng ta khám thực thể để tìm ra cái dấu hiệu của thần kinh sợi nhỏ sợi lớn và nếu những cái bất thường này nó phân bố theo cái phụ thuộc chiều dài của dây thần kinh và theo kiểu mang gan mang vớ và nó không có những cái nguyên nhân khác chồng lấp à, có thể làm chúng ta nhầm lẫn thì chúng ta chẩn đoán là bệnh nhân có cái bệnh đa dây thần kinh do đái tháo đường còn nếu không thì chúng ta có thể sẽ phải chuyển tới những bác sĩ chuyên khoa thần kinh à, để có thể làm những cái chẩn đoán sâu hơn và cái khuyến cáo của hội đái tháo đường hoa kỳ về tầm soát và chẩn đoán cái bệnh thần kinh ngoại biên đó là chúng ta sẽ thực hiện ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 ngay ở thời điểm chẩn đoán à, còn đối với đái tháo đường tiếp 1 thì 5 năm sau khi mắc được chẩn đoán và nếu như kết quả tầm soát nó bình thường thì ít nhất là một lần một năm sau đó chúng ta phải thực hiện trở lại và chúng ta xem xét tầm soát ở cả bệnh nhân tiền đái tháo đường bởi vì đây cũng đối tượng có thể xuất hiện cái bệnh lý thần kinh ngoại biên à, đây là một cái list những cái chẩn đoán phân biệt à, cái tổn thương thần kinh ngoại biên trên bệnh nhân đái tháo đường chúng ta thấy rằng tùy vào cái thời gian khởi phát tính theo ngày, theo tuần, theo tháng hoặc là nó cứ tái đi tái lại thì chúng ta sẽ có những cái chẩn đoán phân biệt à, tương ứng. Cái phần này chúng tôi không có đi sâu. À, cuối cùng thì chúng ta sẽ nói về cái việc điều trị bệnh à, thần kinh ngoại biên như thế nào. Thì theo liên đoàn đái tháo đường quốc tế năm 2022 chúng ta sẽ thấy có ba cái nền tảng của điều trị bệnh đa dây thần kinh đái tháo đường. Đầu tiên á, là tối ưu hóa kiểm soát đường huyết và quản lý các yếu tố nguy cơ bởi vì tăng đường huyết nó là cái nguồn gốc gây ra tất cả những cái chuyện đó bệnh nhân cần phải được thay đổi lối sống không hút thuốc giảm uống rượu bia kiểm soát tốt huyết áp và cái điều quan trọng chúng tôi luôn luôn tư vấn cho bệnh nhân đưa vào cái chương trình phòng ngừa loét chân bởi vì cái nguy cơ cao nhất của cái người mà bị biến chứng thần kinh ngoại biên đó là họ mất cảm giác và gây ra những cái vết loét được nhận biết trễ và sau đó thì có thể phải đoạn chi cái cục trụ điều trị thứ hai là chúng ta ngăn chặn các con đường chuyển hóa gluco gây bệnh thì ở đây IDF có nhắc tới alpha lipoic acid và benfotiamine và cái thứ ba là nếu như bệnh nhân có cái triệu chứng đau rồi đó thì sẽ là vai trò thuốc chống động kinh chống trầm cảm hoặc là opioid À, là một bác sĩ nội tiết thì chúng tôi rất là tâm đắc với cái việc đó, là à, trong những cái công trình nghiên cứu nền tảng như là dcct à, ukbds thì người ta thực hiện trên cả bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 hoặc là tiếp hai đó, thì đều cho thấy một kết quả nhất quán đó là kiểm soát đường huyết thì nó là trung tâm của điều trị bởi vì nó có thể phòng ngừa tiên phát à, cái biến chứng này hoặc là trên bệnh nhân đã xảy ra biến chứng thì cái việc kiểm soát đường huyết tốt sau đó, đó nó sẽ làm giảm được cái mức độ bệnh có thể thoái lui một phần Tuy nhiên cái việc mà chúng ta điều trị bệnh nhân bị tăng đường huyết một cách quá tích cực để mà đưa cái đường huyết đang rất cao mà trở về cái mức bình thường quá nhanh thì nó có thể gây ra một cái mặt trái người ta gọi nó là cái bệnh thần kinh đái tháo đường do điều trị ở đây các anh chị sẽ thấy rằng người ta sẽ đo HB1C bệnh nhân mỗi 3 tháng một lần theo khuyến cáo thì nếu như chúng ta giảm HB1C sau 3 tháng là 2% thì cái tỷ lệ xuất hiện bệnh thần kinh do đái tháo đường thì nó thấp thôi nhưng nếu mà sau 3 tháng mà chúng ta giảm tới 7%, các anh chị thấy gần như 100% bệnh nhân xuất hiện cái bệnh lý thần kinh đái tháo đường do điều trị. Thì cái cơ chế mà khi mà chúng ta đưa cái đường huyết đang ở mức quá cao về cái mức bình thường cực kỳ nhanh như vậy đó mà đưa đến cái bệnh thần kinh do đái tháo đường thì có một số cái cái lý giải à, đầu tiên có thể là do trong cái môi trường mà đường huyết nó cao mãn tính nó xảy ra những cái thay đổi về vi tuần hoàng và cái việc mà chúng ta giảm đường huyết xuống nhanh đưa tới những cái sân động tĩnh mạch thì có thể gây ra tình trạng thiếu uh, oxy uh, cho cái cái nội mô của thần kinh hoặc là uh, một số cái cái tình trạng là gọi là chết tế bào theo chương trình nó xảy ra nhanh hơn khi mà chúng ta giảm đường huyết xuống quá nhanh cho nên chúng ta có những cái bệnh nhân Hb1c khi mới được chẩn đoán rất là cao đó chúng tôi giảm đường huyết xuống từ từ không phải là muốn nuôi bệnh đâu mà là bởi vì à, chúng ta phải tôn trọng cái chuyện giảm đường huyết xuống chậm. Và các anh chị thấy rằng nếu mà giảm đường huyết xuống quá nhanh á, nó không chỉ tăng cái biến chứng à, thần kinh ngoại biên mà ngay cả những cái biến chứng về võng mạc hay là đạm niệu nó cũng tăng rất là nhanh. Thì đó là điều mà chúng ta phải để ý. Một cái vấn đề nữa đó là cái dao động đường huyết. À, hiện nay thì người ta có cái công cụ là đo cái đường huyết liên tục, tức là CGM để người ta tính được cái chỉ số gọi là time in range. Time in range tức là cái tỷ lệ phần trăm mà đường huyết nó nằm trong cái khoảng à, 70 tới 180 mg trên đời ở đây là gọi là cái ngưỡng để mà chúng ta mong muốn đạt được nếu như cái à, time in range của bệnh nhân mà càng cao á, tức là đa số các thời gian đường huyết mà nó nằm trong cái khoảng từ 70 tới 180 thì các anh chị thấy cái biến chứng thần kinh ngoại biên nó khoảng 40% thôi nhưng nếu mà chúng ta để cho cái tham in ren nó thấp dưới 40 hoặc là từ 40 cho tới dưới 70% thì cái tỷ lệ biến chứng thần kinh nó cao hơn và như vậy thì cố gắng đưa đường huyết trong cái mức mục tiêu này là cái điều quan trọng à, tránh những cái cơn hạ đường huyết dưới 70 hoặc là đường huyết trên 180 bởi vì khi mà đường huyết nó rất ra khoảng này càng nhiều thì cái tam in ren nó càng nhỏ đi và như vậy thì cái biến chứng thần kinh nó sẽ xảy ra nhiều hơn À, đây là một cái công trình nghiên cứu rất là nổi tiếng là STENO2 thực hiện ở trên dân số đan mạch. thực hiện ở những cái bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 có đạm niệu thì cái nghiên cứu này nó chỉ có 160 bệnh nhân thôi. À, cái cỡ mẫu nó còn nhỏ hơn là một cái nghiên cứu một cái đề tài của bác sĩ chuyên khoa 2 ở Việt Nam nữa. Mà các anh chị thấy rằng trong này người ta chia bệnh nhân ra hai nhóm, mỗi nhóm 80 bệnh nhân. Cái nhóm đầu tiên á, là người ta kiểm soát đường huyết tích cực. À, mở máu và huyết áp một cách tích cực cũng như là sử dụng thuốc ức chế men chuyển và aspirin còn cái nhóm thứ hai 80 bệnh nhân á, là người ta điều trị các yếu tố nguy cơ này một cách lỏng lẻo không sử dụng ức chế men chuyển và không sử dụng aspirin thì qua các cột mốc thời gian là 4 năm 8 năm thậm chí tới 13 năm thì cái nhóm mà kiểm soát được cái đa yếu tố một cách tích cực là cái đường biểu diễn màu xanh này chúng ta thấy rằng tất cả các biến chứng về thận võng mạc và thần kinh ngoại biên thần kinh tự chủ nó đều giảm đi có ý nghĩa thống kê so với những cái người mà kiểm soát lỏng lẻo các cái yếu tố này do đó các bài học của nghiên cứu steno 2 đó đó là à, trên một cái bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 chúng ta cố gắng kiểm soát đa yếu tố nguy cơ chứ không chỉ tập trung vào cái đường huyết không vì cái điều đó nó sẽ làm giảm được tất cả các cái biến chứng vi mạch trong đó có biến chứng thần kinh ngoại biên cho người bệnh À, các cái vấn đề về thay đổi lối sống như là à, tập luyện thể dục hoặc là chế độ ăn à, các cái điều trị về hành vi vân vân thì nó đều cho thấy là ít nhiều cũng có thể làm cải thiện được cái bệnh thần kinh ngoại biên đây là cái lưu đồ lựa chọn điều trị bằng thuốc của liên đoàn đái tháo đường quốc tế năm 2022 à, sau khi chúng ta đã chẩn đoán được cái bệnh lý thần kinh do à, đái tháo đường thì chúng ta phải có những cái điều trị à, bằng thuốc À, để kiểm soát những cái yếu tố à, nguy cơ đi kèm chúng ta điều trị thay đổi lối sống và nếu như à, chúng ta xem đó là một cái bệnh đa dây thần kinh không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ đó thì chúng ta điều trị theo cơ chế bệnh sinh bằng cái alpha lipoic acid đối với những bệnh nhân có cái à, triệu chứng à, mức độ trung bình hoặc là không đau thì các anh chị thấy rằng à, như là có thể là bị dị cảm bị tê vân vân đó thì chúng ta cũng điều trị theo cơ chế bệnh sinh đó là alpha lipoic acid và kết hợp với benfotiamine đối với những bệnh nhân bị đa dây thần kinh mà đau thì nó sẽ kết hợp cái cột bên này và thêm những cái thuốc để mà điều trị đau cũng như là những cái biện pháp điều trị khác thì cụ thể của cái điều trị đau nó sẽ nằm ở cái slide kế tiếp thì tôi thấy rằng có một báo cáo viên sẽ sẽ nói về cái phần này ở phía sau cho nên chúng tôi sẽ lướt qua cái slide này bây giờ nhắc lại về cái điều trị theo cơ chế bệnh sinh của cái bệnh thần kinh ngoại biên chúng ta thấy rằng cái tăng đường huyết là trung tâm của cái vấn đề thì chúng ta phải kiểm soát đường huyết đạt mục tiêu nhưng mà không có được quá nhanh và tránh cái dao động đường huyết cho người bệnh cái thứ hai là với những bệnh nhân mà bị thiếu thiamin dẫn tới hoạt tính của trăng ketola thấp dẫn tới là cái con đường chuyển hóa này nó bị yếu À, cho nên là tất cả mọi cái con đường chuyển hóa xấu nó nó vượt trội thì chúng ta có thể bổ sung thêm cái à, benfotiamin nó là một cái tiền chất của vitamin B1, nó có thể kích hoạt cái trăng ketola này để nó chuyển hóa theo cái con đường này và nó tránh được cái chuyện tích tụ những cái gốc oxy hóa tự do ở phía sau. Và cái benfotiamin nó được lựa chọn hơn là cái vitamin à, B1 bởi vì cái sinh khả dụng của nó cao hơn à, tới 50 lần và à, nó không có à, nó là một cái cái vitamin được tan trong dầu cho nên nó không có cần một cái chất chuyên chở để nó đi thẳng vào trong tế bào và à, để giải quyết những cái gốc à, oxy hóa tự do ở đây thì ta có alpha lipoic acid là một chất chống oxy hóa mạnh chúng ta sẽ thấy rằng trong công trình nghiên cứu aladin một thực hiện trên các bệnh nhân đái tháo đường à, dùng thuốc uống mà mắc cái bệnh đa dây thần kinh đó, thì được chia thành bốn nhóm, trong đó ba nhóm sử dụng cái ALA tức là alpha-lipoic acid và một nhóm là sử dụng giả dược thì chỉ sau cái 5 ngày à, truyền ALA thì các anh chị sẽ thấy rằng cái tổng điểm triệu chứng về thần kinh nó cải thiện được 24% so với những người à, sử dụng giả dược và chúng ta cũng không thể nào cho bệnh nhân truyền tĩnh mạch cái thuốc này kéo dài quá lâu được điều đó thì nó không có thực tế. do đó người ta làm nghiên cứu Aladdin 2 thì nghiên cứu này là có 65 bệnh nhân bệnh đái tháo đường có biến chứng đa dây thần kinh và chúng ta sẽ thấy rằng họ chỉ được truyền cái ALA 600 mg một ngày trong 5 ngày thôi. Sau đó thì được chuyển sang cái đường uống kéo dài tới 2 năm. Và các anh chị sẽ thấy rằng những cái người mà sau khi truyền mà được tiếp tục uống thì sẽ cải thiện được tốc độ thần kinh ngoại biên và nó giữ duy trì ổn định được tốc độ thần kinh chày so với những người mà chỉ truyền 5 ngày rồi sau đó không có được uống liên tục 2 năm phía sau. Như vậy thì cái truyền ban đầu có thể là nó sẽ giúp cho bệnh nhân cải thiện cái triệu chứng nhanh để bệnh nhân có thể yên tâm quay trở lại tái khám với chúng ta và cái cái chuyện mà chúng ta cho sử dụng đường uống thì nó duy trì được cái hiệu quả nó lâu dài cho người bệnh. À, nếu mà chỉ sử dụng đường uống mà không truyền thì trong cái công trình nghiên cứu Sydney 2 ở 181 bệnh nhân đã tháo đường à, thì người ta thấy rằng cái việc mà uống liên tục 5 tuần lễ cái ALA 600mg một ngày thì nó giảm được 69% cái tổng điểm về cái triệu chứng thần kinh và tới à, hơn 60% bệnh nhân sẽ cải thiện được hơn 50% cái tổng điểm này chỉ sau 5 tuần điều trị. Và có nhiều bệnh nhân thường hỏi là cái việc mà dùng thuốc này kéo dài nó có nguy, nguy cơ gì hay không Rồi chúng ta có cần phải ngưng sau một thời gian nó ổn định hay không thì à, chúng ta sẽ thấy rằng cái công trình nghiên cứu Nathan một này nó thực hiện trên 460 bệnh nhân đái tháo đường có bệnh thần kinh ngoại biên và cái thời gian điều trị ALA này tới 4 năm thì người ta thấy rằng cái việc sử dụng ALA trong vòng hoặc 4 năm nó có thể cải thiện được 1,2 lần và chống cái tiến triển nặng được 1,4 lần so với những cái người mà sử dụng giả dược. Như vậy thì cái việc mà chúng ta dùng thuốc này kéo dài thì nó cũng không có phải là một cái vấn đề mà chúng ta phải quá lo lắng. Và chúng ta đã thấy theo cơ chế bệnh sinh thì cái việc kết hợp của ALA và benfotiamin có thể là có lợi. Do đó thì trong cái công trình nghiên cứu này có 120 bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 và tiếp 2 được chia thành 3 nhóm. Một nhóm thì chỉ dùng benfotiamin, một nhóm thì dùng ALA còn nhóm thứ ba là kết hợp cả hai thì chúng ta sẽ thấy rằng cái việc kết hợp hai cái thuốc này với nhau có thể làm giảm được 59% cái điểm số triệu chứng về à, thần kinh, giảm 66% cái điểm số đau và 34% cái điểm số tổn thương thần kinh à, so với chúng ta chỉ dùng có một thuốc và một cái vấn đề mà bác sĩ trên lâm sàng cũng quan tâm đó là trên bệnh nhân đái tháo đường lâu năm có tổn thương gan và thận thì việc sử dụng những cái thuốc điều trị biến chứng thần kinh có thể sẽ phải giảm liều theo chức năng gan thận thì riêng cái phối hợp hai cái thuốc này chúng ta thấy rằng không có tác động liên quan đến cái liều lượng thuốc khi mà bệnh nhân giảm chức năng gan thận điều đó chúng ta có thể yên tâm sử dụng cho người bệnh thì để kết luận lại chúng ta sẽ thấy rằng bệnh thần kinh ngoại biên do đái tháo đường xảy ra được kiểm soát kém À, và có thể gây ra giảm chất lượng cuộc sống cũng như là tăng nguy cơ đoạn chi cho người bệnh. cái việc điều trị cái bệnh thần kinh ngoại biên do đái tháo đường cần phải kiểm soát đa yếu tố nguy cơ, điều trị theo cơ chế bệnh sinh, điều trị triệu chứng đau và chúng ta phòng ngừa lắc chân cho người bệnh để có thể à, giữ được cái cái không có gây đoạn chi cho người bệnh. À, và theo cái liên đoàn đáy tháo đường quốc tế năm 2022 á thì có hai cái thuốc có thể điều trị được cái bệnh thần kinh ngoại biên do đái tháo đường theo cơ chế bệnh sinh đó là alpha-lipoic acid và benfotiamine thì cái việc dùng hai cái loại thuốc này có thể cải thiện được cái triệu chứng thần kinh và bảo tồn cái tốc độ dẫn truyền thần kinh cho người bệnh. À, để kết thúc cái bài này thì tôi nhắc lại một cái nguyên lý của cái ngành À, chăm sóc giảm nhẹ cái này nó cũng rất là phù hợp cho cái bệnh nhân đái tháo đường của chúng ta bởi vì thường chúng ta chỉ quan tâm tới những cái biến chứng mạch máu lớn có thể gây à, nguy hiểm tới tính mạng cho bệnh nhân thôi còn ít có để ý tới cái à, biến chứng thần kinh ngoại biên nó gây rối loạn về cái cảm giác và nó gây à, phiền toái giảm chất lượng cuộc sống cho người bệnh thì người ta nói rằng á, trong cái điều trị giảm nhẹ đó cái nguyên tắc là chúng ta cần phải thêm sức sống cho mỗi ngày chứ không chỉ là chúng ta thêm ngày vào trong cuộc sống cho người bệnh xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp